trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim vươn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, với màu áo rêu vỗ về đánh giấc trường nghỉ ngơi. Phải có vệ sĩ đi theo hết biết chưa? Chị quên mất. Mình nghỉ một chút nha. Cảm ơn mọi người. Đi vô. Búp bê này là xinh đẹp. Búp bê này là xinh quá. Búp bê này là bạc vàng. Búp bê chào mỹ ai. Em đang mơ mộng vì đắm nhỉ. Ôi môi em xinh tựa như đóa hồng. Ôi tới rồi, ta đi tắm biển thôi. Tắm biển, vô trong đây tắm nè. Mày điên hả, đi vô trong tắm cho điện giật hả? Mày phải nên nhớ, nhiệm vụ của mình là tiếp cận, gián tiếp và âm thầm bảo vệ cho Nhung, người yêu của tao. Nhung, tao, mày còn là ba đứa bạn chơi thân với nhau thời đi học nữa. Đứng lại. Cái gì? Bước ra đây. Hả? Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, mày là con gái thì mày phải học và làm theo những cái tính cách của con gái, mày hiểu không? Cách sao? Cái chân mày á, con gái nó đi là mày phải bước chéo vậy nè. Đó. Cái mặt mày luôn luôn lạnh lùng. Nhưng mà mày nhanh nhớ là cái chân mày đừng bao giờ sụ giống tao. Hiểu không? Sau đó đó là mày dùng cái lực đùi của mày, mày tấn lên cho cái tay mày nó dẻo quá. Hiểu chưa? Làm như vậy mới gọi là con gái thật tuyệt. Hey. Tao buồn cho bà ngoại mày quá. Bà ngoại mày có mình mày là cháu trai độc nhất. Mà chưa gì mày nảy mầm rồi. Tức cảnh sinh thời thôi. Bây giờ làm nhiệm vụ chưa? Nghe tao nói nè, kể từ bây giờ mày phải gọi tao là bà ngoại. Thôi đi, kêu mày tao dễ xử hơn. Tao đi về. Thôi được rồi, bà ngoại. Đi như vậy được chưa? Thôi, đi đâu đây? À, vô anh học fan của chị Dương Hồng Nhung. Fan của chị Dương Hồng Nhung? Dạ. Fan tôi là fan nữ không mà, đi về đi. Anh ơi, chứ không lẽ tụi em con trai hả? Con bé này thì được nè. Ừ. Bà kia già quá. Dạ, gì nó mới 20 mấy tuổi à? Hả? 70 tuổi ngoại ha. Đúng đúng rồi. 70 tuổi rồi già nhưng mà là vẫn là con gái chứ đâu. Chỉ có khác một điều là tụi nó đẻ được, còn tôi hết đát thôi. Thôi mệt bà quá, hai người có thể hội duyên không? Không. Không đi về. Không, mấy giờ con xí xóa một lần đi. Bị hai bà cháu từ đường xa xôi lên đây bà. Xa xôi là ở đâu? Nghe chiêu Cà Mau đã cắm xào trên bờ kinh Ngã Bài. Tuốt ở dưới Cà Mau có trái chuối cắm vô cây xào về. Sao con gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Chẳng thấy ra chào hổn về. Bà cháu tôi đến từ Vũng Tàu. Ủa, Vũng Tàu là ở đây mà. Tôi ở bãi trước. Tôi ở bãi sau. Hai đứa ở gần nhau. Đôi ta ở Vũng Tàu, sóng biển dạt dào. Trời ơi, tôi mệt ghê luôn á. Bây giờ như vậy, tôi không có nói nhiều. Đi về là đi về. Ngoài thấy chưa? Con nói ngoài rồi. Ở nhà coi cải lương thì không chịu, mày đặt lên đây coi nhạc xong chi. Ê, tao làm gì thì mắc mới gì mày bực mày cọc với tao. Ê, cho nó vô đi để nó chửi bà kìa. Ngoại kỳ quá. Nó chửi bà 2 lần. Ngoại kỳ khôi quá. 3 lần luôn. Ê, con bé mày hổn nha mày. Hổn gì, thằng này phải dạy nó chứ. Trời ơi, con bé này bất hiếu vậy nha mày. Ngoại, sao ngoại bất lực vậy? Mày nghe chưa? Ngoại đã nói với con bao nhiêu lần rồi, dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa cũng không bao giờ được gọi ngoại là thằng. Ôi xin lỗi ngoại, ngoại ơi. Thà là mày im lặng để người ta tưởng mày ngu còn hơn mày mở điện ra để người ta không nghi ngờ gì nữa. Cái thứ của mày là tao phải giết mày ngay. Nhiều trò quá, đi về đi, tôi không cho vô đâu. Ê, đứng lại. Kế hoạch B, hương tóc mạ non. Không được đâu. Tao nói được là được.
cái thuốc mê hương tóc mạ non của tao có hiệu quả không? Xíu. Cái gì vậy? Vương, mày phải trang bị cho thật kỹ chứ. Tao có điện thoại nè. Sát thủ đầu tiên, đặc điểm nhận dạng: mặt ú ú, thân hình tròn tròn, mũm mĩm dễ thương, đặc biệt mê gái và có lòng trắc ẩn, với biệt danh hung tóc đỏ. Rồi vị trí của nó ở đâu? Sau lưng hai đứa mày đó. Thì tao với mày sẽ tìm cách tiếp cận nó, coi nó chọn ai, lúc đó mình sẽ môi mình mối. Chắc chắn là nó chọn tao rồi. Tao đẹp hơn mày. Để tao. Hello anh. Trai, nghe nói rượu đây uống miễn phí hả? Ừ. Cho em một chai được không? Ừ. Cảm ơn anh. Em đẹp không? Không. Tới mày đi, thua rồi. Mày coi tao nè. Thế nào mày cũng chửi mày à. Cậu trai trẻ. Mời cô. Trời ơi, tôi tin không tin này, sự thật đó trời à. Cái này là cái gì? Sữa tươi. Wow, em đẹp quá. Tôi già như vậy mà anh cũng khen được nữa hả? Đẹp là đẹp cái chỗ già đó. À, thằng này thích lấy máy bay bà già. Rồi lỡ mà tôi già hơn rồi sao? Thì càng đẹp nhiều hơn. Hãy làm bạn gái anh nha. Nếu như mà làm bạn gái anh, đích ra anh cũng có cái nghề gì nó vững chắc, nó bảo vệ và lo cho tương lai em chứ. Em đã nói như vậy rồi thì anh không giấu em làm gì. Anh làm sát thủ. Anh được mướn tới đây để giết Dương Hồng Nhung. Vậy thì chuyên môn của anh là đánh bơm, đâm thuê, chém mướn hay là bắn tỉa? Anh hạ độc. Anh hạ độc vô cái ly sữa hả? Không. Ly sữa này không hề có độc. Hai cái ly rượu này và cái chai con nhỏ kia đang uống mới có độc. Thế coi tao nói rồi, tao không uống sữa đi chứ mẹ thích sức khỏe cho chinh trẻ nhỏ, không uống đi uống rượu. Uống rượu bà nội mày đó, mày lo cứu cháu mày đi. Trời đất ơi, anh ơi anh, bây giờ nó là cháu em á, nó bị như vậy rồi thì bây giờ phải làm sao anh? Anh không cứu được. Sao vậy? Bởi vì anh ghét nhất cái hạng con gái xấu mà bị đặt tự tin, anh phải triệt. Tôi làm đâu phải triệt tôi. Không được đâu anh ơi. Nếu như vậy á thì em sẽ chết chung với cháu của em. Cái ly này có độc đúng không? Đúng. Em sẽ chú. Ê, chết chung với nó luôn em. Đừng. Đừng. Sao mày uống vậy? Chứ để mày chết một mình tao sợ mày mặc cảm. Lòng ơi. Lòng ơi. Thôi được rồi. Tuy ta là sát thủ nhưng ta có lòng trắc ẩn. Ta sẽ cứu hai bà cháu bằng một lọ thuốc giải độc này. Đừng có mơ, từ từ. Bởi vì loại thuốc giải độc này không phải loại thường đâu, mà lần này phải giải độc bằng nụ hôn. Bà này với anh. Phước ai nấy hưởng đi. Tới mày đó. Thôi, cô gái không cần hung tôi để giải độc đâu. Yeah. Mà phải hung bà ngoại. Sao lợi dụng hai bà cháu dữ vậy? Long ơi. Long. Đừng làm chuyện ấy. Còn chần chờ gì nữa, che dù đi. Nhung ơi, hãy hiểu cho anh. Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở thằng bạn thân. Bị cái gì vậy? Tôi quên nói với hai người là nếu như hai người uống cái lọ thuốc đó thì chất độc sẽ quay trở lại vào người tôi. Thấy thì xin có đáng chưa? Rất đáng. Mà không đáng lắm đâu. Mày xạo quá, sao mày chưa chết nữa? Nó vẫn chưa thấm.
Ủa đi đâu mà xách cái vali bự vậy? Đi phượt, đợi chừng nào thuốc thấm mới chết. Bye bye. Đây là xong một sát thủ. Yeah. Yeah. Có tin nhắn. Sát thủ thứ hai, đặc điểm nhận dạng: mắt khí, mũi tẹt, miệng hơi hô. Và hắn có biệt danh là Khoa Chó Điên. Tao với mày phải tranh thủ đi kiếm nó thôi. Ok. Nhưng mà sát thủ đang ở bên cạnh Nhung kìa. Chính vì vậy bây giờ tao với mày phải tìm cách tách hai người đó ra. Mày yên tâm đi, Nhung rất là thương người. Nếu mà ai đó gặp nàng, Nhung sẽ ra tay giúp đỡ. Được, nếu như vậy thì tao với mày sẽ làm theo kế hoạch B. Bên đó làm cái gì, mình làm y chang như vậy. Ừ. Em dùng với anh một miếng sandwich dâu nha. Chính tay anh làm đó. Cảm ơn anh. Ngoài dùng với con miếng bông lan nho nha. Tụi ta cũng làm. Được rồi. Rồi cái trái nho đâu? Trong túi nè. Mày bẩn thỉu quá à. Em uống với anh chai nước suối này nha. Ngoài uống với con chai nước biển này nha. Cái nước gì mặn quá vậy? Nước biển. Trời đất ơi, huyết áp 190, ngoại tăng xong máu rồi con ơi, khó chịu cái bụng quá. Chết cha. Dương Giang nói ăn uống cái gì mặn quá là sanh con trai đó. Ngoài sao vậy? Ngoài chuyển dạ rồi. Anh ơi, làm ơn qua giúp ngoại tôi đi, ngoại tôi chuyển dạ rồi. Lẹ đi anh ơi, lẹ đi, cậu tôi sắp ra đời rồi. Bạn có sao không? Ừ. Đừng làm gì? Đó. Đừng làm gì? Đừng đi lâu, anh đi. Mày lại. Tao chính là thám tử. Còn mày, mày là sát thủ muốn bên cạnh để ám sát con Nhung đúng không? Tao hành động bí mật như vậy mà tụi mày cũng biết. Đúng là thám tử chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp cái gì, thằng bạn nó gửi hình thôi. Tao đã đưa Nhung đến nơi an toàn rồi. Điều bây giờ phải làm, xử thằng đây. Tụi mày. Quang Hải. Tụi mày làm gì vậy? Sợ á. Tao sẽ đưa tụi mày về nơi an nghỉ cuối cùng. Là đâu? Bình Hưng Hòa. Gì xa vậy? Chứ mua ở đâu? Ở đâu biển, gần ra biển nè. Hùng quá, đưa ra biển trôi cốt làm sao? Tào lao. Ê mày ơi, cái súng này cái súng giả nè. Sắc giả rồi. Ờ. Mày ghê mày. Mày tin chưa? Tin luôn. Được lắm. Bây giờ thằng nào sẽ chết trước? Mày hay là mày? Không cần nói nữa, tao bắn thằng nhỏ trước. Yeah. Yeah, bà nội mày tao bắn trước nè. Sao vậy? Yeah, tên ông già tao. Mày chưa nghe qua tập đoàn yeah chó hả? Con này đúng là chó điên mà. Rồi cái tên ông già nó giết chắc cực lắm á. Đừng có tào lao, đứng lên. Mà đứng lên chi vậy? Tao bắn một lần một. Xí đi anh ơi. Đứng đây đi. Bạn chỉ ở đây. Đây, xiên qua đây. Cái cổ em, cho em ngáp ngáp được chút. Sao mày ngu dữ vậy? Có phước cùng hưởng mà. Trời chết đi. Ê, không được. Ê, đừng mà. Ê, tụi mày đứng, tụi mày coi game show hả? Vô đi. Tao. Bắn quá trời, thằng nào trúng đạn vậy? Tao không có bị. Tao cũng không có bị. Tao cũng không bị, ba mày bị đúng không? Không. Vậy chứ ai? Tao. Sao bắn tao? Ủa, thuốc chưa ngắm hả? Chưa ngắm, chưa đi phượt xong, chưa ngắm. Đáng lý thằng này không có chết đâu. Tại nó đi vòng vòng để cho lạng đạt mà chết đó. Cú tao. Tao không đạt. Lui. Tụi mày bắn chết đàn em tao rồi. Tao phải giết tụi mày. Nó hết đạn rồi. Yeah. Chết
đi. Yeah. Nè. Đây. Long. Ơi, tao dục đi. Sao mày không dục đi? Mày gần hơn tao mày dục đi. Thôi bây giờ tao thấy là mày sút nha. Ok. Trời đất ơi, Long ơi Long, bây giờ vậy, tao giao nhiệm vụ cho mày, mày lượm trái bơm mày trội, còn tao vô chồng tao lượm dép tao. Trời đi. À trời thôi. Yeah. Chị Nhung ơi, ngoài đó nguy hiểm nó, đừng có ra chị Nhung ơi. Ê Long, mày đi đâu vậy? Anh Dũng, hóa ra là anh hả? Nhưng mà sao anh ăn mặc gì kỳ vậy? Tại vì thằng Long nó nói là Nhung không muốn gặp mặt nó, nên nó phải cải trang vậy nè. Nhưng mà nãy giờ chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao anh biết là có sát thủ muốn hãm hại em? Vì ba của Dung nói, ba Dung là một người rất nổi tiếng, giàu có rất nhiều bạn bè và rất nhiều kẻ thù. Chính vì điều đó, thằng Long nó sợ Nhung ảnh hưởng từ ba Nhung, nên nó luôn âm thầm bảo vệ Nhung đó. Mày nói cái gì đi Long? Tao đâu có biết nói gì đâu. Mày nói cái gì đi? Mày nghĩ đi, gia đình Nhung thì giàu có, ba Nhung có thế lực, trong khi Nhung là một ca sĩ rất nổi tiếng. Tao chỉ là một thám tử hèn mọn, làm sao tao xứng đáng với tình yêu của Nhung? Có đúng như không Nhung? Đúng. Nhưng đó là suy nghĩ của anh, không phải là suy nghĩ của em. Nhưng chính vì anh như vậy mà em mới phải đi tìm một người khác phù hợp với mình hơn. Và em đã tìm được rồi. Nhung có chồng rồi à? Chúc em hạnh phúc. Long, mày khùng hả? Con gái nó nói như vậy coi, mày không có coi phim hả? Tâm lý ngược, nó nói như vậy chứ không bao giờ có cái chuyện đó. Em sắp kết hôn rồi. Mày coi phim gì vậy? Tây Du Ký. Anh nhìn đi, đây là nhẫn đính hôn của em nè. Nhưng mà trước khi em kết hôn, anh có thể cho em sống lại những giây phút đẹp nhất, những kỷ niệm đẹp nhất của ba chúng ta tuổi học trò, có được không? Anh tỉ lẻ đi. Long à, anh là một người rất là tốt. Cảm ơn anh thời gian qua đã luôn âm thầm bảo vệ cho em. Em tin chắc là rồi đây anh sẽ gặp được một người con gái khác yêu thương anh nhiều hơn em, tốt với anh hơn em. Em luôn mong anh hạnh phúc. Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chúng có nhớ hồi xưa khi mà mỗi lần tới kỳ nghỉ hè là ba đứa mình hay đi xe đạp xuống Vũng Tàu chơi không? Nhớ. Chúng nhớ chứ. Ừ. Lúc đó vui ha. Ừ, lâu lắm rồi tụi mình mới có những kỷ niệm như vậy. Thằng Long có ra đâu kìa. Sao lúc nào mày cũng tới trễ vậy? Là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở, giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại. Tao ước gì ba đứa tụi mình mãi mãi là bạn với nhau, có được không? Được lắm. Mối tình đầu của tôi là cây đàn buông tiếng xa xôi. Niềm vui đến xuân mang tình yêu tới, muôn chim hòa ca trong nắng mới. Hoa mai đào khoe sắc hương xuân chẳng ngây ngất, ta nghe trong lòng rộn ràng rất vui. Xuân cho màu xanh lá, còn tim bình yên quá, phương xa người về quê đón Tết. Ô kìa mùa xuân đơm hoa ngập cây trái, nắng chiều lấp lánh trên cành mai. Anh hai, cái gì? Mọi người về hết rồi đó. Ừ. Mình ở đây làm gì vậy?
mình tới đây để làm một nhiệm vụ rất là quan trọng. Anh hai ơi, nhiệm vụ gì? Em đói bụng quá à. Bởi vì đói bụng anh hai mới dắt mày tới đây nè. Mày biết không, người ta đồn ở đây cái miếu này á có thờ hai ông thần tài với thổ địa, rất là linh thiêng. Tết nhất người ta cúng trái cây ở đây rất là nhiều, hiểu không? Mình tới đây tha hồ muốn ăn cái gì cũng được. Muốn ăn cái gì cũng được luôn hả? Ừ. Anh hai ơi, vậy bây giờ cho em ăn liền đi. Được, theo anh hai. Ăn cho nhiều vô, đừng có chừa anh hai nha. Ngon. Anh hai này, nghĩ sao đưa cho trái dừa vậy, làm sao mà cắn ăn được? Thôi bây giờ dẹp mấy cái trái này, đây khó ăn lắm. Ở trên kia cúng nhiều trái cây ngon hơn kìa. Từ từ để cho nông thần tài nấu đĩa đàng hoàng lịch sử mày. Dạ, hai anh em con định đói 7 ngày nay rồi. Con xin ông thần tài thổ địa cho hai anh em con xin một ít trái cây nha ông thần tài thổ địa. Chủ nghĩa liên minh lặng thinh là đồng ý, con cảm ơn hai ông. Ăn được chưa? Lên đây, lên đây. Đâu, đâu, đâu? Trời ơi, cúng nhiều trái cây quá mày ơi. Cho mày nhìn kìa. Cho anh hai bên này nè, cầu vừa đủ bầu. Hả? Cho bên này nè. Gì vậy? Cầu dòng ống tố. Ôi, anh hai ở bên này nè, cầu hầm thủ thiêm. Ủa, cúng gì cúng công trình cái gì trời? Anh hai ơi, cầu được quán quân. Ăn mày của anh hai. Em ăn cái này mà. Chết rồi, chết rồi, ngã tư tưởng ông ta đúng địa ơi. Bây giờ anh hai ơi, giờ sao? Bây giờ bình tĩnh, bây giờ sửa hai ông ngồi dậy mau lên. Dạ con xin lỗi ông thượng tài tú địa, con không cố ý màu bạm tới hai ông. Dạ em sửa xong chưa, ổn chưa? Em sửa vậy nè, ổn chưa anh? Sao ổn chưa? Ổn. Giờ thôi đi nha. Đi. Ai có người vô kìa. Chết rồi anh hai ơi. Anh hai ơi, có người vô kìa anh hai. Giờ sao vô, anh hai? Vô, có người vô rồi. Mình ta phát hiện thấy cái tượng hư vậy, người ta chửi mình chết. Bây giờ bình tĩnh. Bây giờ nghe lời anh hai, xin nghe cái tượng này vô mau lên. Khiên vô, khiên vô đâu? Khiên vô trong. Khiên vô trong hả? Khiên vô trong phi tang đi, người ta thấy bây giờ. Anh hai ơi, được chưa anh hai? Được rồi. Ra đây. Anh hai. Mặc bộ đồ này đi, anh hai mới lượm trong góc tủ á, đẹp dễ sợ không? Hay bây giờ à? Ở đây có rất là nhiều người vô cúng, bây giờ mình ra liền là người ta phát hiện á. Bây giờ mình làm sao? Mình giả dạng ông thần tài thổ địa, mình ngồi đây, mày hiểu không? Trời ơi, anh đang nghĩ sao vậy? Tự nhiên giả dạng cái mặt hai đứa mình, hai đâu có giống ông thần tài thổ địa đâu anh hai. Bây giờ mình dụ đi, mình ngồi đây, người ta cúng mình xong rồi mình bỏ chạy. Nhưng mà có giống đâu mà làm. Mày thiếu cái râu, tôi vẽ râu cho mày. Giống chưa? Giống rồi. Anh hai thiếu má hồng của ông địa nè. Đợi xíu nha. Giống mày đó, hồng rồi đó. Thả vô nữa kìa. Đúng chỗ này rồi. Dạ, con lại ông thần tài, ông thổ địa. Con xin lỗi vì làm phiền hai ông nửa đêm. Tại vì con không dám đi ban ngày, con sợ sạm da. Nhưng mà hả, con nghe nói là cái miếu này linh dữ lắm. Người ta tới người ta cúng trái cây, vừa cắm cây nhang xuống thôi, chưa đầy 3 giây là đồ ăn hết sạch rồi. Cho nên hôm nay con mới cúng con. Linh quá. Dạ. Ai ăn, con ăn tự nhiên đi. Ăn tự nhiên. Nè. Cầm. Âu nè. Cầm đi. Âu nữa. Ăn vô. Nuốt đi, con bội mà mắc cỡ chi vậy? Ăn là trứng cho con rồi nha hôn. Dạ, con lại hai ông. Chẳng giấu gì hai ông á, cái số con là cái số sát phù. Cho nên hai ông phù hộ cho con làm sao á, mà cái thằng chồng thứ 8 của con á, nó ăn đời ở kiếp với con. Chứ đừng có trách yểu như ông 7 thằng kia, là hai ông muốn ăn cái gì á, con cũng cúng hết. Được, ta sẽ giúp cho thiện nữ thôi.
Chẳng hay thiện nữ u hồn cung hoàng đạo là gì? Dạ, con cung xử nữ. Ha 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 ha, rất hợp với cung của ta. Ủa, ông cung gì? Ta cung văn hóa lao động. Anh hai. Cái gì? Giờ hai ông không giúp con hả? Con ra ngoài con cắm đầu con chết cho hai ông rồi. Nè nè nè, nữ ơi, nè, đừng có manh động. Nếu như nữ muốn có một tấm chồng yêu thương nữ đến suốt đời thì hãy nghe lời của ta. Vào đúng sáng ngày mai, đúng 5 giờ, xuất hành ra khỏi nhà theo hướng đông nam, đến tìm một cái chợ gần nhất, mua một con gà mái dầu. Đúng 12 giờ đêm, làm thịt con gà mái dầu, lấy cái mề gà chôn đằng sau cái lu nước. Đúng 7 ngày 7 đêm, đào cái mề gà lên, cầm trên tay và hửi. Rồi sao nữa ông? Thúi quắc. Rồi liên quan gì tới thằng chồng của con? Vấn đề là phải tìm được người đàn ông nào hửi cái mề gà này được 5 giây thì nó sẽ chịu được nữ suốt đời. Tại sao? Tại vì bà thúi y như cái mề gà vậy đó bà nội. Thúi gì thúi quắc à? Mặt đẹp mà thúi quắc. Thúi thiệt. Trời ơi, hay quá, dạ con lại hai ông. Hai ông yên tâm, con sẽ đi tìm cái mề gà liền. Dạ con cảm ơn hai ông. Thấy chưa? Thì quái đó chạy đi về đi con ơi. Đi về đi mà, đi về. Ê, anh hai, con người nó kìa, anh hai, con người nó kìa. Ê, ê. Con lại ông thần tài thổ địa. Con biết đêm hôm khuya khoắt như thế này con đến đây là không có phải, nhưng mà con mới nằm mơ thấy một giấc mơ. Con sợ con ngủ tới sáng mai là con quên mất, cho nên con phải chạy liền tới đây. Xin ông thần tài thổ địa cho con một con số. Ngày mai mà trúng đề con cúng cho hai ông mỗi ngày gói thuốc. No smoking. Dạ hiểu. Chắc có lẽ hai ông hút nhang rất lũng phổi rồi. Ngày mai con không có cúng thuốc, cúng con heo quay nghe. No. Tại sao lại no? Ngán. Tại sao lại ngán? Mới ăn xong. Vậy con phải cúng cho hai ông cái gì? Cúng gì cũng được. Cúng gì cũng được. Vịt quay. Mỡ lắm. Gà quay. Y chang vịt quay. Cúc chiên bơ. Nhỏ lắm. Cái gì cũng được, đồ mặn thì không xong. À đúng rồi, con cúng đồ ngọt, bánh bông lan. Khô cổ lắm. Bánh ít. Ít quá ăn chi. Bánh nhiều. Nhiều ăn không nổi. Bánh giò. Giò là đồ mặn. Trời ơi, vậy cúng cái gì đây? Cúng gì cũng được. Cúng cái gì cũng được mà nói ra cái gì cũng không được. Hai ông như vậy không lẽ con dắt đi đầm sen? Yeah, hai giấy với em nha. À, quyết định vậy đi. Dạ hai ông ơi, hôm qua con mơ một giấc mơ khủng khiếp lắm, nó rất là ghê gớm. Nó mơ gì nói ta nghe. Dạ thưa hai ông, tối qua con nằm mơ, con thấy con ăn nguyên hộp phấn không bụi. Vậy con quýnh số nào ông? Nằm mơ thấy ăn nguyên một hộp phấn không bụi. Quýnh cô giáo đi. Dạ cảm ơn ông, vậy ông kiếm cái cây đã. Quán đã. Ủa trời, em bị điên hả? Tự nhiên xuống ta đi đánh cô giáo vậy? Không có, ý là kêu cô giáo số máy thì đánh vô. Trời ơi, cô giáo làm gì có số cho đánh? Ai biết. Kìa con, đừng nghe lời hắn mà đánh cô giáo. Cho ta hỏi cô giáo con có gia đình không? Dạ nhà cô giáo 4 người, hai vợ chồng với hai đứa con. Được, cô giáo con bao nhiêu tuổi? Dạ 25. Chồng cô giáo bao nhiêu tuổi? Dạ 28. Còn hai đứa con? Dạ đứa 6, đứa 8. Số nhiều, quá đến số nhà đi cho nó gọn. Cái gì vậy? Ông ơi, bây giờ số nhà của cô giáo con nó kỳ lắm. 25, 28, xẹt 195, xẹt 67, xẹt 43, giờ đánh số nào? Đánh cái dấu xẹt đi. Cái dấu xẹt sao đánh được? Ủa chứ bây giờ nhiều số quá, đánh số nào bây giờ? Không mấy, còn cách kêu cô giáo bán nhà về ra mặt tiền ở cho mình dễ đánh đề. Dạ cảm ơn ông, về kêu cô giáo bán. Khoan đã. Nè anh hai. Hả? Trời ơi, đợi cô giáo bán nhà thì biết bao giờ mới có vé đầm sen đi chơi. Chứ giờ sao? Nè, không cần phải đánh số nhà cô giáo nữa. Chứ bây giờ đánh cái gì? Hồi nãy giờ hai ông cứ vọng vọng không cho con số mà. Lấy số nào con đánh? Con đánh số con mới trả lễ hai ông được chứ. Rồi, đánh số 02 đi. Ủa sao 02? Mã số của tôi đó. Thôi đừng đánh 02, đánh 05 đi. 05 mã số nào nữa? Thằng đó đẹp trai lắm. 02. 05. 02. 05. 02. Giờ đánh không mấy. 02, 05 luôn. Bao lô để Vĩnh Long luôn nha. Còn lại hai ông,
Như vậy là hai ông đã hiển linh rồi. Con quyết định ngày mai con sẽ dốc hết tài sản của con, nhà cửa, ruộng vườn, sổ đỏ, sổ hồng, con xuống xác 0205 mà con lên đời. Ủa đây hả? Cha già mắc dịch thì ra ông ra đây ông đánh số đề đúng không? Ngày nào ông cũng ra đây đúng không? Còn bà, đêm hôm khuya khoắt trang điểm lè loẹt, quýnh cứ mỏ những miếng thịt bò, đi đâu? Tôi đi đâu? Kệ tôi, mắc khoe tới ông. Bà lén phén theo trai đúng không? Là khi nào ông có bằng chứng rõ ràng ông phải nói vậy chứ. Mệt quá, bây giờ bà muốn gì? Bây giờ ông muốn cái gì? Ly dị. Ly dị hả? Dạ con cứ xin ông thần tài thổ địa, xin hai ông hãy phù hộ cho con sớm tìm được hai đứa con của con. Nó bỏ nhà đi cả tuần nay rồi, nếu con tìm được nó, con xin hậu tạ hai ông. Con nghe cái miếu này nó linh thiêng lắm, hy vọng là con cầu xin hôm nay, ngày mai hai đứa con nó sẽ về với con. Chứ cả tuần nay á, con đi khắp mọi nơi để tìm hai đứa đó. Con qua trường học cũng không có, con vô sân banh tụi nó hay chơi cũng không có. Mà cũng lỗi tại con hết hai ông ơi. Con lo buôn bán không, con không để ý tới hai đứa nhỏ. Mà tại vì gần Tết rồi, con phải tranh thủ mấy ngày này con buôn bán chứ, để con để dành tiền mua sắm đồ cho tụi nó mặc cho bằng bạn bằng bè. Đây nè, con để dành tiền được chứ bộ. Đây nè, có, con để dành hết á. Nè, tiền này nè, để mua cái áo mới cho thằng hai. Còn phần này nè, con mua đồ chơi cho thằng Út. Mà bây giờ, tiền có ở đây rồi, con đâu? Con tìm được hai đứa nhỏ. Hai ơi, Út ơi, tụi con ở đâu thì về với mẹ. 30 Tết sắp tới rồi, con ơi. Mẹ, mẹ. Tụi con đâu mẹ? Mẹ. Con, trời ơi, cái gì vậy? Con nè, trời đất ơi, sao hết đây? Hai Út, anh hai dẫn con lại đây ăn cắp đồ ăn của người ta nè. Cái gì kỳ vậy hai? Hả? Tại mấy đứa bạn của tụi con á, nó chơi con với em Út là Tết mà không có quần áo đẹp mặc, cái tụi nó nói là con không được đi chơi như tụi nó. Tụi con quê quá, tụi con bỏ nhà đi luôn. Quê cái gì kỳ cục vậy không biết nữa. Lỗi tại mẹ mày không chăm sóc được cho hai đứa đâu, đi về đi. Ủa mà khoan đã, sao tự nhiên đồ đó hai đứa mặc kỳ cục vậy nè? Trời đất ơi, lấy đồ lấy trong miếu của ông thần tài thú địa. Như vậy không được, phạm chết. Con xin lỗi hai. Ủa hai ông đâu? Dạ giấu rồi mà. Giấu hồi nào? Hồi nãy anh hai làm bể, hai kêu giấu vô. Trời đất ơi, không được, không được. Làm như vậy là phạm chết. Bây giờ như vậy nè, chưa có ai thấy, mày dẫn hai đứa về nhà hay không? Thay đồ ra, rồi giặt sạch sẽ đàng hoàng, để lại cho hai ông dựng hai ông lại, nghe không? Dạ, nếu làm như vậy á, hai ông thần tài thổ địa phạt mình chết. Dạ, vậy dạ. Con, lẽ... Đứng lên. Dạ, hai ông ơi, con xin hai ông. Lỗi lầm của con không dạ. Để hai đứa con của con, xin hãy trừng phạt con. Dạ. Lỗi là của con là thằng cầm đầu nè. Dạ không đâu hai ông ơi, thiệt ra con là đứa đưa đầu cho anh hai con cầm. Hai ông phạt con đi hai ông ơi. Dạ con, đừng phạt hai đứa con của con. Con là mẹ mà con không dạy tới nơi tới chốn, mũi dạy lái chịu đòn hãy phạt con. Mẹ, để cho mẹ. Con cảm ơn. Được, vậy thì ta sẽ trị tội mẹ các ngươi. Dạ thôi, ông phạt con luôn, ta có định phạt mẹ con đi. Ông ơi, có phạt không à? Nếu như vậy thì ta sẽ trị tội cả ba. Dạ. Hãy chuẩn bị đón nhận hình phạt. Dạ.
Hai đứa trẻ đã phạm tội, nhưng ta thấy được hoàn cảnh và tấm lòng của ba mẹ con. Vì vậy, chúng ta đã quyết định dành tặng cho ba mẹ con một mùa xuân an lành và hạnh phúc. Con cảm ơn hai ông. Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang, mang thêm bao điều bình an. Chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no. Chúc nhau nhiều điều may, trái tim yêu thần nồng say. Vui xuân vầy, đón Tết này. Mùa xuân về mang bình an qua đây. Người người cùng đón Tết xuân về đây. Nắng xuân tô hồng trời mây. Pháo hoa đeo mùa xuân, quay quần bên bánh chưng. Mùa xuân trái tim thêm mừng rộn vui, hay yêu người cất tiếng cười. Mùa xuân trang dân về đây tươi mới. Một mình em đây, em đây em đẹp nhất. Một mình em đây, kiểu sai da lộng lay. Một mình em nắm chùm nơi đây. Một mình em tung hoành chốn đây. Và chị only, only, only me, only me. Vô em. Bệnh sao? Năm mới. Bệnh sao? Chó cắn xui 13 mũi. Bệnh sao? Dạ bệnh thâm. Ê chà, lộn thâm bệnh. Thù quá quýu. 30 mũi. Thôi cái gì mà dữ vậy? Tôi thích. Cả ba bước ở trong cho tôi. Lát tôi vô chết. Bệnh nhân tiếp theo. Trời không biết đau hết trời. Anh đá lông nheo em kìa. Trời ơi con bị bệnh đau mắt má ơi. Bệnh nhân mà đặt sân si Hàn Quốc ha. Vô chết. Không chích. Cái gì? Tại sao lại không chích? Chích cũng chết mà không chích cũng chết. Tự nhiên đè tôi ra chích chi là tốn tiền thuốc tôi dẹp. Vậy mắc mới gì chích cũng chết mà không chích cũng chết. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị ung thư mắt giai đoạn 1. Nói chung là bây giờ cuộc đời tôi bi đát lắm. Chiếc lá màu xanh trên cây kia còn là tôi còn sống. Nếu nó chuyển sang màu vàng tôi sẽ rất ngỡ ngàng. Nhưng mà nếu nó rụng là tôi sẽ chết. Thôi! Bà có tin là tôi phóng xe lăn vô họng bà liền không? Nghỉ chơi. Trời ơi, y tá đâu mà kỳ cục mà. Đùa giỡn cho thân xác của bệnh nhân. Chắc bà vui. Thôi nè, xin lỗi nè. Mà nè, tôi nói anh nghe. Anh sao anh bi quan quá à? Nãy anh nói tôi là anh bị ung thư giai đoạn 1 phải không? Ừ. Cái đó là còn nhẹ lắm. Anh còn có chữa được mà. Khoa học đã chứng minh ung thư là do nghiệp chướng. Bà có bị mát không? Ung thư nào mà chứng minh như vậy? Trời ơi, ta nói là có cái miệng của bà, chính cái miệng bà nói ra thôi. Cái miệng bà khẩu nghiệp lắm nha. Coi chừng bị á khẩu đó. Trời ơi, bà nói vậy là những người bệnh giống như tôi, ta nghe được ta buồn rồi sao? Trời ơi, tôi không hiểu sao bà có chân trong y tá bệnh viện này luôn á. Quen biết. Trời ơi, loạn hết rồi. Thôi bây giờ tôi không nói chuyện nhiều với bà nữa. Tôi nói chuyện nhiều quá tôi mệt, tôi đi sớm hơn nữa. Bây giờ tôi phải đua với thời gian, tôi đua với số phận của tôi.
tôi đua với thần chết. Anh rảnh quá. Cái vấn đề đây là anh phải đua với tôi. Đua thời gian. Kìa anh nhìn đi bác sĩ kìa. Bác sĩ mà tan ca một cái thôi là anh không có thuốc mà anh chích đâu. Đi. Đưa. Bác sĩ đâu? Bác sĩ về. Đổi xe. Tới rồi. Bác sĩ đâu? Nhìn lộn má vào. Cô y tá, tới nơi rồi. Cô trả chỗ giường bệnh cho tôi đi. Tôi mệt. Tôi nằm nghỉ xíu. Xuống. Từ từ. Trời ơi, cái gì vậy? Cái dòng này mà càng ho nhiều á là chắc chắn sẽ ho ra máu. Mà ho ra máu chắc chắn bị ung thư nè. Nè, thiệt hả? Anh không tin hả? Anh tin tôi chưa? Cái đầu láng quá ha. Rụng gần hết rồi anh còn chọc tôi nữa. Ổn không? Tôi bày trò vậy anh có vui không? Tôi làm vậy cho anh yêu đời hơn đó. Anh mới có giai đoạn 1 mà. Tôi nè, tôi giai đoạn 3 dĩ căng luôn. Tôi sắp về đích rồi nè. Mà anh thấy tôi có yêu đời không? Anh sao bị ung thư? Tôi bị di truyền. Còn cô? Do tôi ăn nhiều. Thì bởi bây giờ thức ăn nào cũng có hóa chất hết. Tự con người hại con người không à. Tôm thì chích, cá thì bơm, ăn nấm rơm cũng có độc. Không biết ăn gì để sống. Chắc hết không khí quá.
mà không khí toàn ô nhiễm. Bây giờ chắc tôi cũng giống anh quá à. Tôi cũng phụ thuộc vào cái chiếc lá màu xanh kia kìa. Nó mà rụng là tôi về đích luôn. Không, tôi sẽ không để con chết. Tôi sẽ không để con chết. Tôi sẽ không để con chết đâu. Anh làm gì vậy? Cảm ơn anh đã làm cho tôi vui nha. Nè, anh nghe tôi nói. Nếu chỉ còn một ngày để sống. Bay giùm mi cái băng đô quanh đố lên đôi dép mũ chém đi đố lên đi hậu ba ẩm cúng xỉn lăng tinh cũng lòng phung liễn xăm phui lại phải phải à người Mỹ đi hậu mà lại giòn sẽ sập sỉ giò rồi lại la ba vợ cha cài mệt trời á. Anh nhô. Anh nhô. Cứ kể anh đi ra chị cơm. Anh nhô. Sao đang hành tao có hết sỏi á? Anh nhô. Tôi có chuẩn lẽ. Lẽ. Ở New York mà tưởng ở Seoul không mà. Trời đất ơi, tôi nhớ là cái khu này là khu cộng đồng người Việt mà ta. Sao từ ngày qua đây tới giờ không ai nói tiếng Việt với mình hết vậy? Có ai là người Việt Nam ở đây không? Có ta đây. Già Noel. Ta là ông già Noel đây. Dạ. Người Việt Nam. Này hỏi cô gái có lai lịch bất minh kia. Dạ. Tại sao dưới trời đông giá rét như thế này mà con lại đứng ngoài đường trên Noel? Tại vì con là cô bé bán diêm. Trời ơi con ơi con. Nó chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi. Con nói con là cô bé bán diêm. Thôi con đừng có mơ mộng nữa. Con tên là Nguyễn Thị bán diêm. Con bán tạp quá, dép mũ nè, băng đô nè, xịt dớ cái gì con có đó. Bán tạp quá chứ gì. Dạ. Vậy thì con có muốn ta giúp cho tạp quá con thêm phần phong phú không? Dạ muốn chứ. Vậy thì thấy coi, trong cái giỏ ta có gì cho con được nào. Dạ có gì, từ từ không. Chưa còn nữa. Đây, micro. Và đặc biệt Noel là phải coi hài, cười nhiều rồi sẽ ấm lòng ngay thôi. Để hai nghệ sĩ Kiều Quang. Noel, thằng lừa đảo, đứng lại. Khi tôi chạy, mọi người dõi theo từng bước chạy của tôi, tự tin, mạnh mẽ, thần tốc, bởi vì tôi là cướp. Hay du,
Hay du à trời trời à cầm bóp ai ai xin cô tu à quá đắt à à à à à xin cô tu ghê à chạy miền sao à à chạy miền sao nó đã bài mình chơi mình chơi à chút coi rồi lấy nè 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 đứng lại trả đồ cho tôi đi. Đồ đó tôi trả cô hết rồi đó. Ông phải, tôi không có cần mấy thứ này. Chỉ cần gì? Chiếc vòng của tôi á. Thôi mệt đó, tôi không nói chuyện con tôi đi. Ê, quay. Trả chiếc vòng lại cho tôi. Vòng gì? Chiếc vòng mà anh lấy của tôi nãy nè. Vòng này hả? Nó không, tôi không trả. Sao vậy? Chiếc vòng đó của tôi mà. Không, ít nhất tôi phải lời cá chứ. Lời cái gì mà lời? Cái đó bán có được nhiêu tiền đâu. Tôi không biết đâu, tôi đi á. Ê, nè. Trả chiếc vòng lại đây. Được. Muốn trả chiếc vòng chứ gì? Vậy thì bây giờ cô phải đền lại số tiền tôi đã mất. Tôi đi bán dạo ngoài đường, tôi đâu có tiền đâu đền cho anh. Vậy thì tôi sẽ đi bán chiếc vòng này. Ê, tôi nói hồi nãy rồi, ba cái quỷ đó bán không được nhiêu tiền đâu. Vậy tôi giục nó. Ê, bây giờ tôi không có tiền. Vậy thì đi giật đồ. Giật đồ? Ừ. Muốn trở thành cướp chuyên nghiệp, mày phải là cướp làm sao thật là nhẹ nhàng, tinh tế. Nhẹ nhàng, tinh tế. Đúng, nhẹ nhàng, tinh tế. Ê, đây, làm không? Không làm cái quăng à. Ôi rồi tôi làm, nhưng mà làm gì? Đằng sau có một ông già đang tới. Ông ta rất ra dáng đại gia. Rồi làm liền đi. Ê, ngoài kia là đồn cảnh sát đó cha. Đồn cảnh sát gì? Mày phải làm, mày thôi, nghe rõ không? Làm đâu. Mày phải tôi làm, mày nghe rõ không? Nè, trả lại chiếc vòng cho tôi đi. Nè, anh bị gì vậy? Nhìn gì? Đẹp. Sexy quá. Lấy hết tiền anh đi. Có tiền rồi đừng bỏ anh nha. Ê, đau. Nè, tôi nói cô nghe nha, tôi nhịn cô nhiều lắm rồi nha. Đừng để tôi ra tay à. Trả chiếc vòng lại đi. Không, bây giờ tao có tiền. Tao trả vòng giờ mày đi thì sao? Thì anh... Mày phải đi theo tao. Anh lật lọng hả? Mày phải đi theo tao làm cướp. Anh bị điên hả? Mày ai nói đi. Với anh là tôi muốn làm cướp? Mày phải đi. Không. Mày đi không? Mày không đi tao bắn. Anh muốn bắn tôi hả? Anh hâm tôi hả? Anh giỏi anh bắn đi. Tao bắn đó nghe. Bắn đi. Tao bắn, bắn đó đi, bắn đi con. Tao bắn mày đó nghe. Sao mày ngu vậy hả? Tại sao mày phải liều cái tính mạng của mày để không chịu đi theo tao hả? Tại sao? Bởi vì tôi ân hận lắm rồi. Đúng, hồi ở Việt Nam tôi đã từng là ăn cướp, giật đồ, móc túi, không có chuyện gì là tôi không làm qua hết. Thậm chí là tôi còn có cả một băng đảng nữa kìa. Nhưng mà trong một lần đàn em của tôi đi giật đồ, nó giật phải giỏ của một người đàn bà. Bà ta đuổi theo và bị xe đụng chết. Người đó là mẹ tôi nè. Đó là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Và từ đó tôi thề rằng mình sẽ không bao giờ được đi ăn cướp nữa, không bao giờ được làm chuyện bất chính đó nữa. Nhưng mà rồi tại sao? Tại sao cô lại có mặt trên đất Mỹ này? Chồng tôi bảo lãnh tôi. 5 năm sau tôi được đưa qua đất Mỹ. Nhưng mà mới ngày hôm qua nè, anh ta muốn hợp tác với tôi. Anh ta lôi tôi ra đường đi ăn cướp, đi móc túi. Tôi không muốn làm giàu bằng cái nghề bất chính đó nữa. Anh ta đá tôi ra ngoài đường. Đó là quả báo. Tôi
hiểu. Tôi hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của cô. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là do cái mạng hay tuổi của anh không hợp nên mới như vậy á. Tôi nói nửa tiếng đồng hồ với nhạc buồn anh vẫn không hiểu. Bị điên rồi. Đúng. Tôi bị điên. Tôi điên tôi mới làm cái nghề này nè. Không phải ai cũng muốn trở thành ăn cướp như vậy đâu. Người yêu bỏ tôi đi bởi vì tôi không có tiền. Mary, Victoria, Bạc Ly, Lâm Tâm Như, Triệu Vi, gần đây nhất là con Annabelle. Nó bỏ tôi hết. Không có tiền thì không ai thèm tốt với mình đâu. Tại sao tôi phải tốt cuộc đời này? Hả? Bây giờ cô không giúp tôi sẽ thực hiện sẽ theo phương châm cuộc sống 12 chữ tờ. Là gì? Tiền túng, tình tan, tư tưởng tòi tàu, tiến tới tự tử. Nè! Anh muốn chết đúng không? Ở ngoài này lạnh quá, tôi cũng muốn đi tù nữa. Cho tôi bắn gái đi. Thôi để tôi nhảy cho nhảy tôi xong. Bắn gái thôi. Thôi nhảy xong nhảy. Không nó xiên cái xong à. Không nhảy nhảy xong nó được. Thôi, không. Thôi bắn đi không. Nha, tôi bắn không nha. Không nha. Không. Không. Nhát cấy mà đòi tự tử. Tôi nói cho anh biết. Anh không có đáng chết. Thứ này nó mới đáng chết nè. Hả? Anh phải quyết định đi. Anh bỏ nó đi thì anh mới làm lại từ đầu được. Nghe tôi nha. Tôi hứa tôi sẽ nghe lời cô, làm lại cuộc đời cho nó tốt đẹp. Ừ. Đi mạnh giỏi nha. Tạm biệt.